Dù đã được giải thích lỗi, nhưng nhiều lái xe vẫn cố tình không hiểu. Thậm chí khi đã thừa nhận vi phạm, ký vào biên bản xử phạt, có trường hợp lại cắt ghép video đẩy lên mạng xã hội với nội dung không đúng sự thật, gây ảnh hưởng uy tín của lực lượng chức năng. Trước tình trạng nhiều phương tiện, đặc biệt là các loại xe ghép, xe hợp đồng, dừng đỗ sai quy định gây cản trở, mất an toàn giao thông trên phố Trần Đại Nghĩa ngày 18 tháng 4, Ban chỉ đạo 197 phường Bách Khoa, quận Hai Bà Trưng đã tổ chức ra quân xử lý vi phạm, trực tiếp có mặt cùng tổ công tác. Khoảng 9 giờ 15 phút, đoàn công tác của Ban chỉ đạo 197 phường Bách Khoa phát hiện 3 chiếc ô tô đang đỗ dưới lòng đường phố Trần Đại Nghĩa, hướng đi Đại Cổ Việt, khu vực có biển cấm đỗ. Ngay sau khi phát hiện vi phạm, Công an phường Bách Khoa đã gọi loa yêu cầu các chủ xe ra làm việc. Sau khoảng 5 phút, các lái xe lần lượt xuất hiện và cả 3 đều đưa ra lý do đi vệ sinh để mong được bỏ qua vi phạm. Tuy nhiên, theo phản ánh của người dân, các phương tiện trên đã đỗ tại khu vực này chờ đón khách cả tiếng đồng hồ và đề nghị các lực lượng chức năng lập biên bản xử phạt để tạo sức răn đe. Trước ý kiến của người dân, Công an phường Bách Khoa đã yêu cầu các lái xe xuất trình giấy tờ để xử lý theo quy định. Biết không thể xin xỏ được, các lái xe đã chuyển hướng lý do đi vệ sinh sang hàng loạt lý do khác như đi từ ngõ 30 Tạ Quang Biểu ra nên không biết khu vực có biển cấm đỗ. Khu vực Trần Đại Nghĩa giao với ngõ 30 Tạ Quang Biểu không có biển nhắc lại theo quy chuẩn 41 năm 2016, nên việc kiểm tra xử lý của lực lượng chức năng là sai quy định. Để các lái xe hiểu rõ hơn về hành vi vi phạm, lực lượng chức năng đã dành gần chục phút để giải thích cặn kẽ lỗi vi phạm. Sau đó, cả 3 lái xe đã chấp nhận ký vào biên bản vi phạm hành chính, nhưng không di chuyển đi mà vào xe bật đèn cảnh báo, dừng xe tại khu vực đó trong suốt thời gian lực lượng chức năng xử lý các phương tiện khác bên chiều đối diện. Chưa dừng lại ở đó, khoảng vài tiếng sau, trên mạng xã hội TikTok xuất hiện một video ngắn với nội dung không đúng sự thật, gây ảnh hưởng đến uy tín của các lực lượng chức năng. Xe đi từ ngõ 30 Tạ Quang Biểu thông ra Trần Đại Nghĩa, không có biển nhắc lại tại quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, mấy anh công an phường lại ăn A4. Một chiến sĩ cảnh sát trật tự, công an phường Bách Khoa, quận Hai Bà Trưng chia sẻ, những trường hợp học luật trên mạng, học luật không ký, cập nhật không đến nơi đến chốn, nhưng lại hay học theo các video trên mạng để đem ra loè lực lượng chức năng. Công an phường Bách Khoa và các lực lượng chức năng thành phố đã gặp rất nhiều. Đối với những trường hợp trên, lực lượng chức năng sẽ kiên quyết xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.